Dạ rồi hai. Để nói đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả các anh chị và anh chị. Bây giờ được chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị ha. Đây em có làm thịt con mít su thùng vuông hết mấy anh chị ơi. Đó con này tình trạng còn quá đẹp hết mấy anh chị. Đó, nó còn rất là đẹp hết mấy anh chị ơi. Đó thì nói chung mà thịt ra còn nhiều thì em quay nhiều hết mấy anh chị. Giá thì em sẽ báo trên video hết ha. Mấy anh chị xem mà lưu ý giúp em ha. Đó. Đầu tiên thì cái món này là mấy anh chị kiếm nhiều rồi ha. Cái thùng hết mấy anh chị. Cái thùng nó còn cộng dây dài luôn hết mấy anh chị. Cái khóa xăng thì gãy tay nè. Đó về anh chị thay tay, phá ghim nha. Đó. Thùng con mấy anh chị. Đó, thùng ok ha. Được rồi nè. Thùng quá ok luôn. Đó. Thì cái thùng này với cái cộng đầy đủ hết trơn nguyên bộ thì luôn nha mấy anh chị. Có công tắc zin đây luôn nè. 450.000 ha. Đó. Hết nguyên phần này là 450.000 luôn cái nắp zin hết mấy anh chị. Đó. Nắp zin luôn nè. Nguyên bộ phận này là 450.000 ha. Rồi, ở đây có cục IC mấy anh chị. IC zin ha. Còn rất là đẹp luôn mấy anh chị. 6124 ha. Chụp nè. Chụp đóng mít su hết mấy anh chị. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Đây. Thì cục này là em bao lửa cho mấy anh chị ha. Đó em bao lửa cho mấy anh chị. Đây, thứ nhất em bao lửa em bao cho mấy anh chị xài 3 tháng đổi trả một bữa một cho mấy anh chị. Đó thì cục này em bán cho mấy anh chị giá 500.000 hết mấy anh chị. Đầu mũ ha. Đó. Thứ hai em có nguyên bộ phận boe mấy anh chị. Đó boe zin rất là đẹp luôn. Tem mạc đầy đủ. Nguyên bộ phận này thì anh chị nào lấy thì inbox em ha, 300.000 hết mấy anh chị. Zin ha, còn rất là đẹp. Rồi, có cái này là whip nha mấy anh chị. Áo gió chụp giật nè, áo đỏ chụp đen ha. Cáo còn khá là đẹp mấy anh chị. Đó, cáo còn rất là đẹp luôn nè. Đó, áo còn rất là đẹp ha. Chụp giật cũng còn cực kỳ đẹp luôn. Nói chung đồ nghĩa địa mà được gì là gọi là quá đẹp rồi mấy anh chị ơi. Đó, thì nguyên cái bộ phận này hả mấy anh chị. Anh chị nào lấy thì chốt nguyên bộ phận này em giao cho mấy anh chị giá 700.000 ha. Tại cái này nó mắc lắm mấy anh chị. Con thùng vuông nó mắc lắm hả mấy anh chị. Đó, còn rất là đẹp luôn. 700.000 đó anh chị. Rồi. Cái nắp slab anh chị. Nè, nắp slab còn rất là đẹp luôn nè. Chỗ em mưa mấy ngày quá, mưa quá trời mấy anh chị. Mưa giờ đang mưa ha. Mưa quá mưa, nước ngập lên luôn anh chị ơi. Đó thì cái đây là cái nắp slab cực kỳ đẹp luôn anh chị nào chốt liền em ha. Cái nắp này là anh chị coi nè, nó còn trắng tươi luôn hết anh chị. Cái nắp này nó còn trắng tươi ở ngoài luôn nè. Nó đẹp từ ngoài tới trong ha. Đó thì cái nắp này anh chị nào làm liên hệ em ha. 800.000 hết anh chị. Rồi cái bô nè. Cái bô này ti ở ngoài thì nó mưa trời để nắng đây mưa đấy chứ cái đít nữa còn trắng nè em anh chị. Lưới còn ok nè. Cái này 150.000 ha. Chị nào làm liên hệ em ha. 150.000. Còn cái bộ phận này thì nó quýt hơn bình thường hết mấy anh chị. Cái nắp đít này còn siêu đẹp luôn. Trắng tư. Đó nắp đít siêu đẹp luôn nè. Cam dài. Trắng cam đẹp anh chị ơi. Quá ok luôn nè anh chị nhìn nè. Động xả cao nhiều nhiều luôn ha, độ nghĩa địa mà. Cái ga nè. Đó thì cái bộ phận này thì anh chị nào lấy liên hệ em ha. Nguyên cụm này em bán anh chị 450.000 hả anh chị. Mắc hơn 50.000 ha, tại nó còn quá đẹp anh chị ơi, đẹp ngoài đẹp trong luôn ha. Rồi. Gen cốt như cũ á anh chị. Gen cốt thì như cũ. Đây, đóng đây. Đây nó cũng để 181 ha. Gen cốt này 800.000. Nhưng mà bữa nay thì cái lóc anh chị, cái nọng thì nó còn không ok lắm mấy anh chị. Cái nọng này còn ok nè, nhưng G thì ok đó. Nhưng mà kiểu như nó không được đẹp anh chị. Cái nọng nó không được đẹp lắm ha. Nhưng mà trái bê tông nó đẹp anh chị. Trái bê tông anh chị nhìn nè. Nó còn sọc ngang rồi anh chị không? Nó còn sọc ngang, bê tông này còn sọc ngang. Máy này chạy đâu nhiêu rồi anh chị. Thì cái trái bê tông, cái lồng. Anh chị nhìn lóc nè đẹp ha, cái lóc đẹp xuất sắc anh chị, lóc trắng tươi hết anh chị. Nè lóc trắng tươi à. Đó, ốc nhớt còn vàng khè luôn nè. Đó, lóc đẹp anh chị ơi. Thì anh chị nào lấy bê tông với cái lóc này anh chị. Anh chị muốn lấy luôn chụp đít thì cũng ok ha, nhưng mà em báo giá bê tông lóc trước thôi ha. Bê tông với cái lóc này anh chị nào lấy thì liên hệ em ha, bê tông lóc này em tính với anh chị là 650.000 thôi ha anh chị. Zin cốt này 800 ha. Rồi, thì cái nè, ở đây được còn được bộ bánh chớn nè, bánh chớn chuông này 250.000 ha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem hết video của em ha. Chúc anh chị một ngày mới tốt lành ha.